ngày 2 tháng 2, tức 12 tháng Giêng, tại Hà Nam, Ban Quản lý Chùa Tam Trúc khai hội Xuân Quý Mão năm 2023 với nhiều hoạt động như lễ rước nước, nghi thức cầu quốc thái dân an, múa rồng trên sông. Trong ngày khai hội diễn ra lễ rước nước, nghi thức cầu quốc thái dân an, múa rồng trên sông, cùng biểu diễn các hoạt cảnh sinh hoạt về di sản văn hóa dân gian Việt Nam, các tiết mục văn nghệ, các tiết mục nghệ thuật. Để đảm bảo an toàn cho lễ rước nước, ban tổ chức đã bố trí nhiều thuyền, cano quanh khu vực tổ chức lễ hội, sẵn sàng công tác đảm bảo cứu hộ, cứu nạn. Trên bờ, lực lượng y tế và phòng cháy chữa cháy cũng có mặt. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Tam Trúc cho biết, lễ rước nước chùa Tam Trúc là lễ hội truyền thống có từ lâu đời. Nước là nguồn sống của nhân loại. Nhà chùa cùng người dân dâng nước lễ Phật, lễ Thánh, cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an hạnh phúc. Đoàn rước nước sẽ đi thuyền rồng ra giữa hồ, nơi có cắm một cây nêu, đi quanh cây nêu 3 vòng và mang nước từ đó lên chùa Ngọc, và là nguồn nước sạch nhất. Tam Trúc là chùa lớn nhất Việt Nam, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km. Khu du lịch tâm linh này có tổng diện tích gần 5.000 ha, gồm hồ nước rộng 1.000 ha, núi rừng tự nhiên rộng 3.000 ha, các thung lũng 1.000 ha.